rồi chúng ta tiếp tục làm bài 6.22 trang 18 của sách giáo khoa kết nối tri thức với cuộc cuộc sống tập 2 rồi bài 6.22 là người ta nói là tìm số đối của các phân số số sau vậy thì để tìm được các số đối của các phân số này thì chúng ta làm như thế nào số đối thì cái nào có âm thì ta cái đối của nó sẽ là là dương được chưa vậy thì chúng ta phải làm như sau số đối của các phân phân số thì viết tắt âm 3 phần 7 này 6 phần 13 này rồi 4 phần âm 3 số đối thì à, ta phải lưu ý âm thì là thành là dương lần lượt là đây là âm 3 phần 7 thì đối lại với nó sẽ là dương 3 phần 7 bây giờ 6 phần 13 thì đối lại sẽ là âm 6 phần 10 13 rồi 4 phần âm 3 thì đối lại sẽ là 4 phần phần 3. Đó. Đây là cách để tìm số đối của phần phần số. Được à, chưa? Dạ. Rồi, các em uh, nhớ đăng ký kênh nhé.